hip hop phải không? Tôi nhớ xuân xưa. Đón xuân này tôi nhớ xuân xưa. Vì xuân xưa khác chứ xuân này. Đón xuân này xuân xưa khác, khác quá xuân này khác chứ xuân xưa này. Đón xuân này tôi nhớ xuân xưa. Đón xuân này tôi nhớ. Gì vậy? Tính tháng tới sáng mà. Chữ hát âu đầu người ta ngồi ta nghe ta chờ rồi không tự nhiên cái đón xuân này nhớ xuân xưa, ai không biết nó khác cái xuân xưa. Chưa xưa mới khác chỗ nào chứ. Chưa hết Tết mà. Thôi em ơi, em mới hát phải có cái nội dung, phải có cái kịch bản bà con ta nghe ta mới hiểu được chứ. Thì họ ai không nói trước, biểu ta hát cái nào có nội dung nữa coi. Có nội dung đàng hoàng không? Hát cái có nội dung coi. Hát hip hop đàng hoàng luôn á. Hip hop được hả? Dạ. Đâu hát thử coi, có nội dung nha. Rồi cho em hip hop luôn đó nha. Không khí vui vẻ, không khí của đại lễ Du Lan.